Xin giới thiệu cho anh. Chào các bạn, mình tên Hùng Củ Chi. Có một lần trước anh Hoàng Anh đã ghé vườn mình triển khai cái vụ mà áp dụng áp khí ethylene vào cây cao su của bạn. Hôm nay anh tới triển khai cái máng cạo mới nè các bạn. Như cái này là mình khoan nó khỏe hơn so với cái mình phải dặn cái nút này nha bạn. Mình dặn cái nút này tốn thời gian nha các bạn. Còn bây giờ là phương pháp mới là mình khoan cái là mình đi trong vòng 3 giây nha các bạn. Cái này bắt đầu mình anh có biết cạo mũ không? Hả thiệt. Vườn này là mình cạo hồi đó hay là mình thuê người ta cạo? Cái này mình cạo từ nào giờ. À vậy mà bây giờ chuyển qua này hả, làm biến đúng không? Cứ tưởng là cái này là ai không biết cạo á thì mới chuyển qua này thôi chứ. Còn mình biết cạo mình cũng chuyển qua này luôn. Ha, cạo xấu quá mới chuyển. Xấu quá. Dám cạo xấu quá mới chuyển lắm. Đúng thiệt rồi, xấu rồi. Hèn chi. Anh làm vậy khi nào tại mấy bán với tôi mới anh? Phải bọc giáp nè, full giáp, bọc thêm cái lớp giáp cho tôi thí luôn mới kinh chứ. Làm vậy là anh đói. Làm vậy sao thì anh đói. Full giáp, bọc thêm giáp cho tôi thí nữa. Người ta vô ta không thấy, ủa sao mấy cái bọc ni lông đen lủng lẳng biết là cái gì. Liếm thử miếng. Thơm mà. Sữa bò đó. Lít sữa này đổi ra được lít sữa bò không ta? Làm gì? Tới hả? 10 lít này được lít sữa bò. Thỉ. Bò ta có mười mấy ngàn lít. Biết bao giờ một lít mũ cao su mới bằng một lít sữa bò? Lúc đó là được rồi đúng không? Ấm rồi không? Có ai kìa? Có đồng minh. Này dùng ống cứng. Với lộn dùng ống ống mềm. Cắm đầu nút khoan rồi dùng ống mềm cắm đầu nút. Này là ngày mai nữa là dời nắp chóp hả? Không, vị trí nắp chóp rất là đẹp, nhìn đi chất lượng bên trong. Vậy là đúng. Một tháng nữa hả? Tầm khoảng ít nhất là cũng nửa tháng mới dời nắp chóp. Phô rá đẹp đúng không? Ừ. Mai thì mai chút mình rỡ nó thôi. Mấy chút cỡ một hai cái coi nó mà chất lượng da bên trong tốt thì giữ hơn 15 ngày. Đỡ một con. Nếu không vẫn còn tốt thì thêm 15 ngày nữa. Chất lượng lắp chóp vẫn còn ok mà đúng không? Anh này là biết cạo nha. Nhưng mà do là anh cạo xấu quắc. Xấu quắc nên tỉnh chuyển qua anh khoan. Tối anh ôm vợ ngủ vô sướng. Hiện giờ là bây giờ là 7 giờ tối. Và đây là vết cạo cũ của ảnh rồi. Cho coi giờ 9 giờ rồi. À 9 giờ hả? 9 giờ mới chắc là 7 rưỡi anh chơi về. Hôm nay anh ra đi. Hôm nay anh đi chơi về. Bây giờ này anh mới ra anh làm. Anh có động bên tới rồi. Vợ tới à? Vợ ra khoan giúp hay sao? Nóc bên cạo chính cạo áp dụng này nè, nóc á. Là anh làm cái bên làm cái bên cái nhà mà đậu xe đó. Ủa là anh cũng làm cái này mà sao anh qua đây làm gì? Qua chơi nè. À chắc bên đó cũng khoan mới xong mà qua đây khoan phụ hả? Làm không chưa anh Út? Làm chưa? Ta tranh thủ ta làm sớm hôm nay. Ta mới nhậu về. Phun bịch. Tức khí bỏ trong bịch. Cột lại luôn mới ghê chứ. Có bệnh là anh chơi bịch đẹp hơn nên con em. Nên chơi bịch xấu. Nè lưu ý cái này nè. Đó. Hôm qua mình mới tới phụ khoan lấy mũ ở Củ Chi. Anh Hùng. Chào các bạn nha. Mình tên Hùng, mình ở Củ Chi, ấp Ràng, Trung Lập Thượng nha các bạn.
mấy lần trước thì anh Hoàng Anh có nói là tới thăm vườn mình, thì bữa nay đúng lúc mình đang thu hoạch mũ cả vụ mũ. Anh đi đảo ở đây chưa? Chưa rồi. Rồi. Nhiều lần. Nhiều lần. Thì ở đây mà gần cái kia gần cực. Chạy xe máy thì đảo. Có gần đây chứ. Rồi đây nó nọc rồi. Rồi. Được nửa đáp chưa bây? Chưa, chưa. Trời ơi, dẫn mình lại đi rồi chế này mình luôn nè. Giống như sữa bò, mỗi lần thấy chút ngủ là mỗi lần thèm sữa bò.